Tiếng Việt mình có bao nhiêu cách để nói ví dụ nhỉ? Ví dụ này, ví dụ như, thí dụ, lấy ví dụ nhá, hay là chẳng hạn như. Rất là phong phú phải không nào? Và trong tiếng Trung cũng vậy. Tiếng Trung có rất là nhiều cách để nói về ví dụ. Và hôm nay các bạn có muốn tìm hiểu cùng cô không? Cô sẽ chỉ cho các bạn nhiều cách khác nhau mà người Trung Quốc đang sử dụng hàng ngày để nói về ví dụ nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng bì rú hoặc là bì rú xưa. Hai từ này chúng ta tạm dịch là ví dụ như hay là ví dụ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về từ bì rú xưa nhé. Từ bì rú xưa tác dụng đầu tiên của nó đó là tác dụng liệt kê. Cô lấy ví dụ. Trở cả sư chia sản hãy yếu hẳn tố bì chén cân trùng nhỏ tả tung xỉ. Bì rú xưa, chèn khăn, ai, xin rệnh, chẳng sử, dũng cảm. Thế giới này còn có rất là nhiều điều quan trọng hơn cả tiền tài. Ví dụ như là sức khỏe, tình yêu, sự tín nhiệm, thành thật, dũng cảm. À, cô lấy thêm một ví dụ nữa. 我想买很多东西, 比如说房子、车子、衣服. Tôi muốn mua rất nhiều thứ, ví dụ như là nhà, xe, quần áo, vân vân. Đây là hai ví dụ của từ 比如说 dùng để liệt kê. Và các bạn có thể để ý là khi mà liệt kê ra thì tức là chúng ta sẽ kể ra nhiều yếu tố khác trong cùng một trường nghĩa để làm đầy đủ hơn về mặt ý nghĩa, làm cho câu đó đầy đủ ý nghĩa hơn ha. Ví dụ xưa nó còn mang thêm một ý nghĩa nữa là đưa ra ví dụ giả định. Ví dụ xưa, 你不喜欢吃苹果, 人家请你吃, 你会吃吗? Giả sử bạn không thích ăn táo mà người khác lại mời bạn ăn thì bạn sẽ ăn chứ. Như vậy trong câu này, 比如说 không dùng để liệt kê nữa mà trực tiếp đưa ra một tình huống giả định để biểu đạt rõ hơn ý của người nói. Trong trường hợp này, nó có nghĩa là giả sử hay là giả thiết. Cách thứ hai, chúng ta sẽ dùng từ 比如. Các bạn đã bao giờ dùng tiếng Trung để giải thích về tiếng Trung chưa? Tức là một từ tiếng Trung nào đó mình sẽ dùng chính tiếng Trung để biểu đạt lại cho người khác. Và những trường hợp đấy thì rất là khó đúng không? Vậy làm thế nào để giải thích từ vựng khi vốn từ của mình còn hạn hẹp đây? Có một cách như thế này khá là đơn giản. Ví dụ, 东西是什么意思? 比如桌子、黑板、椅子. 东西 có nghĩa là gì nhỉ? Ví dụ như là cái bàn này, cái bảng đen này, cái ghế này. Đó, thì nghe đến đây chúng ta đã hiểu ngay 东西 nghĩa là đồ vật rồi, đúng không? Nó chỉ chung tất cả các đồ vật. Lấy ví dụ cụ thể cũng là một cách để giải thích từ thông minh và cực kỳ dễ hiểu. 越南有许多花, 比如桃花、梅花、兰花. Việt Nam có rất là nhiều hoa, ví dụ như là hoa đào, hoa mai, hoa lan. Qua các ví dụ trên thì chúng ta có thể thấy đó là 比如 và 比如说 đều có nghĩa là ví dụ hay là ví dụ như. Trong giao tiếp thường ngày thì một số người sẽ thích sử dụng 比如说 để nhấn mạnh ví dụ được đưa ra hơn. Tuy nhiên về cơ bản thì hai từ này có thể thay thế được cho nhau nhé. Cách thứ hai, chúng ta có thể dùng cụm từ 好比说. 好比说. 好比说, 妈妈买了三个苹果回来, 爸爸 又买了三个回来, 一共有几个了? Giả sử mẹ mua 3 quả táo, bố lại mua 3 quả, tổng cộng có mấy quả nhỉ? Ở đây 好比说 có cùng cách dùng giống như là 比如说 nêu ở trên, tức là dùng để đưa ra một tình huống giả định cụ thể để biểu đạt rõ ý hơn ý đồ của người nói. Có thêm một cách dùng nữa cho các bạn đó là 比方说. 比方说 cũng có nghĩa tương tự là như thế ha. Cô lấy ví dụ. 我总是做好准备迎接一切的。比方说挑战啊，困难啊。 Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Ví dụ như là thử thách, khó khăn. 弟弟是个懂事的孩子。比方说
在功课上从来不必让人操心。Em trai là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Ví dụ như từ trước đến nay mày không hề để cho người khác phải lo lắng về việc học của mình. Cách thứ tư đó là chúng ta sẽ dùng cụm từ chỉ lý lái xua. Chỉ lý lái xua. Để các bạn xem ví dụ này nhé. Tả ba chứa sư sở mấy ý sử. Chỉ lý lái xua. Yuan giả y chiên yuan tả y phở. Tả ba chứa hồ tả giả gỡ sư ba bảy yuan. Tả ba chứa có nghĩa là gì nhỉ? Lấy một ví dụ nhé. Một bộ quần áo có giá gốc là 1.000 tệ và sau khi tả ba chứa thì giá tiền sẽ là 800 tệ. Như vậy chúng ta sẽ hiểu ngay tả ba chứa là gì đúng không? Ngoài những từ mà chúng ta vừa được học trên với nghĩa là ví dụ hay là ví dụ như thì chúng ta còn có thể sử dụng nhiều từ khác như là ly rú hay là phi rú hay là chỉ có ly dự. Các từ này có thể thay thế một cách tương đối cho nhau. Của ví dụ, khi các bạn trình bày một vấn đề nào đó cho người đối diện và họ cảm thấy khó hiểu thì chúng ta có thể nói là để tôi lấy ví dụ cho bạn nhé. Câu này trong tiếng Trung sẽ nói là 我给你举个例子吧. 我给你举个例子吧. Hay là 我来打个比方吧. 我来打个比方吧. Khi muốn liệt kê ví dụ thì chúng ta sẽ sử dụng 例如 này, 比如说 này, hay là 比如. Còn khi muốn đặt giả thuyết để làm rõ hơn vấn đề thì chúng ta sẽ dùng từ 比方说 hay là 好比说. 举例来说, 比如说, 比如, 举个例子. Đây là những từ mà chúng ta có thể tạm dịch là giả sử, giả dụ hay là ví dụ như. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các cách để nói ví dụ trong tiếng Trung rồi đấy. Bây giờ các bạn hãy cùng cô xem lại bài học hôm nay một lần nữa nhé. 比如说, 好比说, 比方说, 举例来说. Các bạn đã nhớ bài chưa nào? Bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.